Hey, mình xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay thì mình lên 6 con bò cho một anh ăn ở về Tây Ninh. Thì sẵn mình quay video nhưng mà trời mưa quá nên bà con. Thì bà con xem mình cũng không quay được nhiều. Mình quay rảnh những bò lên cho bà con xem cho vui ha. Thì cái lô bò này mình đã đăng video trước thì hôm nay mình lấy lên xe. Thì mời bà con xem nha bà con. Thì lúc này mình cũng có đi mua bò về bán cho bà con, thì cũng có bò lỡ. Bà con thì bà con nào muốn mua bò lỡ thì cứ việc liên hệ qua số điện thoại mình là 0974228627, mình để trên màn hình nha bà con. Thì bà con muốn chọn mua bò cái, bò đực, bò gì, bò lỡ thì cứ alo mình nha. Bà con nào chưa có đăng ký kênh mình hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục theo những video, tiếp theo của mình nha bà con. Thì bà con nào đăng ký kênh rồi thì nhớ xem để ủng hộ mình nha. Đợi cho nó đứng cái giò lại. Đừng bẻ vậy, bẻ ngược lên á. Nó như nó bước lên vậy đó. Đỡ cái ngọt đi. Cho nó tụt xuống cái đây, cho nó tụt xuống cái. Rồi, cái chân lên đi. Bắt cái chân đó lên. Bắt cái chân lên. Nhưng mình để cho nó bước lên vậy. Nằm xuôi đừng có cóp xuống. Rồi, đúng rồi đó, Bên đây. Bên kia luôn. Không bà. Không lên. Rồi bên đây, qua bên này. Còn chiêu không? Xài chiêu rồi đó. Còn bạn không ấy thấy nó lên không ấy lấy. Ai nắm kéo cái con dây phụ đi, lên ấy lấy cái bột mũ. Vậy đâu được. Hả? Từ ai lên đây. Bỏ cái chân lên. Cắn cho một phát. Chơi chiêu cuối luôn. Ừ. Chừng mấy 2 mét cũng được nữa. Trên này nó bự quá. Bự quá. Để dành lên bò thôi. Bị em chỉ bán bò dỗ thôi mà. Mấy đi theo ông hậu hả? Theo ông hậu, nó đem vô trong mấy cái chỗ mà ấy không à. Có bà. Vậy hả? Có bà. Đi xe lớn. Đi xe lớn luôn. Đó, anh đang ở chỗ Trà Vinh nha bà con. Nè Trà Vinh.
hai địa chỉ của mình cho bà con. Thôi video mình xin kết thúc tại đây nha bà con. Mình xin kính chúc tất cả bà con thật nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Thì bà con nào có thương mến mình thì gần ở xa thì có thương mến mình thì mua bò thì ủng hộ mình thì cứ gọi cho mình nha. Mình xin chào bà con, gặp lại nha bà con trong video kế tiếp. Bye bye.